Hello, what's up? Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thiên Rồng Nguyễn đây. Hôm trước mình đã có làm một cái video mà mình hướng dẫn tải Bobby Playham. Mình chơi Bobby Playham trên điện thoại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải nha. Nếu các bạn nào mà nói có bị văng á thì đừng có trách mình nha. Tại vì mấy các bạn yếu thôi. Ok. Chúng ta vào vấn đề thôi nè. Đầu tiên các bạn xuống phần mô tả, các bạn tải xuống cái link này giùm mình. Đó. Nó ra cái này. Các bạn tải cái file này về cho mình. Ha. Cái xong á, các bạn lên Google Play. Khi tải xong thì các bạn nhấn vẫn tải xuống nha. Ok, các bạn vào CH Play. Các bạn tải cho mình cái ứng dụng là Zagi. Vâng. Ok, mình đã tải rồi nên có nút mở. Còn các bạn nếu mà chưa tải thì các bạn mình tải đi nha. Ok. Nó có nếu tải xong á nó có ra cái biểu tượng này. Các bạn nhấn vô các bạn cài đặt nha. Còn mình thì mình tải rồi nên mình thôi cần tải nữa. Ok. Mình vô thử chơi game luôn nha. Cái này chỉ là đơn giản vậy thôi. Ok. Vào game. Ok, máy mình đã vào game được rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn play luôn nè. Play nha. Ok. Đây. Trên màn hình là không có con chuột nào là trên màn hình nha. Các bạn nhìn kỹ đi. Không có con chuột nào. Ok. Các bạn nhấn cho mình vô new game. Ok, các bạn nào rảnh thì các bạn coi này, còn mình á không rảnh nha, skip intro. Ok, để cho nó load game xíu, trong khi load game mình sẽ cắt đoạn này đi. Ok, khi load xong nó sẽ ra vậy. Các bạn đi qua cái căn phòng mà gift shop này nè. Các bạn mở cửa ra. Các bạn nhớ là để ý nó ngay cái đoạn tàu nha. Ok, có nó xanh lá, hồng, vàng, đỏ. Ok. Các bạn đi qua cái phòng security này. Ha. Mình nếu mà mình quay quá 15 phút á thì YouTube nó không cho mình, nên mình sẽ chia ra nếu mà có gì mình sẽ chia ra hai phần luôn nha. Ok. Mình sẽ nhấn là xanh lá nè, hồng nè, vàng, đỏ. Ok, nó sẽ mở cửa. Các bạn lấy được cái cuộn băng này giùm mình. Các bạn bỏ vô cái máy này. Chạy lại nó cũng được à. Ok, cái này là gấp phát nha. Ok, mình sẽ tua qua cái khúc này nha. Thôi mình sẽ giới thiệu luôn cái này. Đây, có thể kéo được món đồ luôn. Có thể kéo luôn nè. Đó. Rồi, cái này kéo lại. Và cũng có thể bẻ được cái đầu thằng hổ báo trước trường nữa. Ok. Đó, vậy là xong. Chúng ta sẽ đợi cánh cửa này mở ra chứ không lấy được nha. Đây, nút nhảy là cái nút này nhá. Nha. Đây, mình sẽ xoay tròn cho các bạn coi luôn nè. Nè. Đó. Đó, cái camera nó cũng đi theo luôn. Là chứng tỏ cái này là bản rail nha. Chứ không phải ngồi xuống được luôn nè. Chừng nào chạy tới nó mới cho ngồi xuống nha. Cái này game tự ngồi xuống luôn, cho mình không cần ngồi đó. Nè,
Đó. Ok. Đặt tay vô thôi. Ok, lock game thì mình sẽ tua qua nha. Ok, nó ra mở cửa rồi. Welcome to Huggy Wuggy. Ok, đặt quần tay vô. Chúng ta sẽ rút về. Có cái chìa khóa trên tay Huggy, lấy vô. Rồi vô cái phòng Power. Mở cửa thì các bạn nhấn vô là nó tự mở cửa nha. Ok. Ok. Nếu mà cái này bán mobile á thì mình sẽ khuyên các bạn là đi qua kiểu này nè. Đó, nó sẽ nhanh hơn. Đó, nó sẽ không làm được nha. Đây, nó sẽ bị vướng vậy. Thì các bạn làm sao? Các bạn đi theo vòng tròn cái này nè. Đó. Đó. Khoan được, mình rút tay về cái nha. Cái này là lỗi kỹ thuật tại mình chưa quen cái game này. Mình mới là chơi có một lần mà sao mình quen. Nên các bạn thông cảm cho mình chứ hơi ngu nha. Ok. Cuối cùng nó Huggy nó đã mất tiêu. Nên là nó tự mất nha. Chứ không có tác động gì đâu. Ok. Mở cửa. Này Huggy nè. Ok. Rút tay về thì á các bạn nhấn vô. Nếu mà nó dính trên đây vậy nè. À, các bạn nhấn vô thêm cái là nó rút ra về luôn. Hello. Mở cửa ra. Rồi cắt nha. Ok. Bây giờ là các bạn quay lại rồi. Ok. Không có gì. Đó, các bạn đi theo mình như cái thế này nha. Lúc nãy mình nói đằng sau là không có gì hết. Các bạn thông cảm nha. Này. Này, hai cụm nè. Nó sẽ giấu ở khắp mọi nơi chứ nó không có giấu một chỗ là một chỗ không nha. Ok. Ở dưới đây. Một cái nè. Giờ nào có chapter 2 á mình sẽ quay video hướng dẫn tải điện thoại nha. Mà chừng nào đợi nó sản xuất ra các bản này là bản gốc của game luôn nha. Các bạn nhìn là biết rồi. Ok. Cái đó thôi. Các bạn đứng ngay góc này cho mình nếu mà cái mình đang mới chơi nha. Đứng ngay góc này cho mình. Không phải là nó rớt ngay đầu mình vỡ đầu như ngu người nè. Ui. Ok. Thôi. Bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn các bạn chỉ nó điện luôn nha. Ok, chuẩn bị nó lót game nên mình ra. Ok, cánh cửa đã mở. Này, đang đứng dậy ha. Cái mình đi tới là nó tự ngồi. Không cần ngồi luôn. Các bạn một lát nữa coi cái đường mà ghi nó dí mình với cái khúc nó điện lần kia nha.
mấy bạn mới chơi thì coi hết video này đi. Mấy bạn chơi game mà nó có bị văng gì đừng có trách mình nha, tại cái máy của các bạn yếu thôi ha, nên các bạn đừng có quan tâm. Ok, mình sẽ cắt còn này đi. Ok, bây giờ các bạn cứ để cho nó tự đi thôi, tại game nó tự làm gì mà, chứ mình không có xạo nha. Các bạn đừng có quan tâm mấy cái gì trên màn hình. Ok, nhảy lên vẫn được luôn đó, nhảy. Ok, xuống tới các bạn lên cái cầu thang này cho mình. Khoan, ok, các bạn đi lên cái cầu thang này cho mình. Không biết các bạn nào có nhà có điều kiện á, các bạn vừa coi mình hướng dẫn gì cả, vừa chơi game này cũng được. Ok, ok, video mình chưa có điều kiện để mua edit tờ á, nên nó có tiếng ở ngoài, các bạn thông cảm giùm nha. Ôi làm vậy mà cũng bị choáng hả? Thấy chưa, nên game nó ảo diệu vậy á. Mình sẽ đi tốc hành luôn nha. Ok, khoan đợi mình xíu nha. Ok, lúc nãy nó mới bị lắc mạng xíu, các bạn thông cảm giùm. Xuống khi qua ok, ok nhấn vào. Chóng mặt quá. Nay đồ cho các bạn coi thôi. Ok, nhấn nút kéo mấy cần gạt này cũng dễ hơn đó. Các bạn nào mà sợ ma đừng có chơi game này nha, game này hơi bị ghê ấy. Có phần 2 trên điện thoại mình sẽ báo nha. Ok, để cho các bạn đừng có gặp mấy cái game pha kè nữa. Sút không bao, sút wow. Ok, mình sẽ làm phần 2 chỉ các bạn chơi cái khúc mà nó dí nha, chứ phần 1 là chỉ cho các bạn hướng dẫn vậy thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn này, mất thời gian lắm. Ok, bye bye, đợi xíu để con mèo ong nó sản xuất cái nha. Ok, mình đã lấy được con mèo ong rồi ha. Bây giờ mình sẽ đặt con mèo ong vô đây. Các bạn nhấn vô. Đó, có con mèo ong sẵn rồi nha.
Ok, phần 2 mình sẽ gắn con mèo ong vô nha.